Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em lâu lâu cũng ngứa ngờ đóng cục pin cho khách chơi vui, chứ bên em không có đóng pin. Thì hôm nay chia sẻ kinh nghiệm chút xíu về cho đóng pin Milky. Thì những anh em nào đã đóng pin thì em chia sẻ chút xíu nha. Anh em thấy có hay thì học hỏi, không hay thì bỏ qua. Ok, đây là pin zin của hãng, pin mới zin của hãng, và đây là pin đóng, pin đóng ha. Thì pin này là pin 5A, pin đóng 5A, và pin này pin zin. Thì mình sẽ cấy vào, thường là những anh em đóng pin thì cấy mấy cái lỗ ở trên này nó rất là bất tiện, và phải chọt vô lỗ. Khi mà chọt ở lỗ rồi thì không có sạc được cái sạc zin. Thành ra hôm nay Tùng sẽ giới thiệu cho anh em xem, để anh em đóng pin và những người khách cần đóng pin thì nhận sạch zin luôn. Ok, thì mình trước tiên thì mình lấy một cái adapter. Adapter này nó rất là mắc tiền ha, nó khoảng trên 100. Vì adapter này nó có mấy quạt. Còn những adapter mà anh em mua nhỏ nhỏ đóng pin cho khách á, nhỏ xíu á, thì nó dễ hư nhất. Thì mình sẽ cục pin đóng này mình sẽ đóng cho sạc zin và sạc adapter luôn. Rồi ok, đầu tiên thì Tùng sẽ sạc cái adapter trước ha. Đây là nguồn điện ha, nguồn điện. Ok, mình sẽ gắn vào nguồn điện đây. Đấy. Rồi Tùng sẽ gắn tiếp cái adapter vào nguồn điện luôn. Lâu lâu ngựa chia sẻ anh em chơi thôi ha. Rồi ok, thì hai cái cửa nguồn, thì cái này là pin, pin này pin zin, thì mình sẽ sạc cho pin zin luôn. Cái adapter mình sẽ sạc cho pin zin luôn. Thì đầu tiên thì mình phải tìm cái cổng đây, mình gạt vào này thì nó sạc luôn ha anh em ha. Wow, rất là hay. Anh em ít tiền thì chơi cái trò này được ha. Thì những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm về đóng pin, hoặc là cần phải mua cái sạc, hoặc là những anh em thợ mà ít tiền thì chơi cái trò này rất là hay. Và đặc biệt cái sạc này nó có cái máy quạt, khi mà nó đầy thì nó sẽ xanh lên. Đấy, thì sạc ok hết ha. Rồi thì cái cục pin này là pin zin của hãng nha anh em. Pin này đây, pin zin của hãng đây, mình khui ra luôn. Thì mình sẽ cục sạc này đương nhiên sẽ sạc được cái pin, cái sạc của hãng. Rồi thì tiếp đến là cái cục pin đóng. Đấy, cục pin đóng này, tại vì thường mấy anh em khoét cái lỗ này, hoặc là khoét lỗ này nó rất là xấu, và đóng pin phải là mạch zin siêu Samsung, Samsung 25R 5A. Đấy, thì cái này là mình gắm vô nó đầy nè. Đấy, mình sạc nó đầy rồi. Rồi rồi mình tiếp đến là mình sạc cái này luôn. Đấy, sạc luôn ha. Đấy, nó báo sạc này. Đấy, nó báo vào sạc rất là pro ha. Thành ra một là đương nhiên là phải tìm cái này, những anh em thợ ở tìm cũng rất là khó ha. Để tìm cái này đúng zin. Mình sạc vào cái này ok luôn. Đấy, thì khi vào thì nó sẽ sáng đèn trước. Đây, rồi sạc cục pin zin luôn cũng được luôn. Đấy, thì sạc kiểu này. Và cái cục adapter này nó do nó mắc tiền, và nó có cái máy quạt, thành ra là nó ổn định, nó không có hư. Còn những cái anh em nào mà cứ chơi adapter mà chút xíu thì nó sẽ hư và khách nó chửi. Đấy, rồi thì lâu lâu mình sẽ ngứa ngờ chút xíu thôi, mình sẽ tại vì có mấy cái máy cũ cũ của Milky về thì đấy,
đây cũng rất là pro ha. Cái này rút ra thì nó sẽ sáng xanh, và khi sạc cục pin zin mới của hãng thì nó sẽ đỏ lên. Và mình lấy cục pin khác ha. Đó, một em pin zin này nó nhấp nháy, thì mình sạc chơi thử như thế nào. Đấy, sạc thoải mái luôn. Chuyển qua adapter. Cái kiểu này thì mình view như thế này thì chắc anh em mua hết cái này. Rồi mai mốt không mua sạc này ớ luôn. Đấy. Thành ra cũng tiện lợi ha anh em ha. Nếu mà Tùng đóng pin thì đóng pin như thế này, và bảo hành cho anh em 6 tháng. Và sale Samsung. Thì sale Samsung á thì mình sẽ lấy xe mới đóng cho anh em ra sướng. Nhưng mà cái này là chia sẻ kinh nghiệm thôi, còn mình không có đóng pin, mình không có thời gian đóng pin đâu nha anh em. Thành ra anh em khỏi phải yêu cầu mình đóng pin, mình chỉ chia sẻ cái sạc làm sao mà sạc từ sạc nhỏ sạc zin rẻ tiền, và khỏi phải cấy cắm vào mất thẩm mỹ. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em. Nếu anh em thấy hay nhớ like em Tùng một like nha.